Hôm nay Trần Chiến sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối và sử dụng một cái bộ cảm biến hồng ngoại âm âm trần Kono KN-SA17. Thì đi theo cái bộ này sẽ là cái sản phẩm này nó sẽ như thế này. Từ công ty thiết bị thông minh nha. Thì nó sẽ gồm đây là cái bộ này. Mình bỏ nhỏ ra. Đây là cái bộ âm trần ha, âm trần cảm biến âm trần. Thì ở phía trên này các bạn thấy ở phía trên này nó sẽ là cái mắt cảm ứng nó nằm trên này ha. Nó sẽ có khung bảo vệ bởi cái tấm mủ trắng này như thế này. Và phía dưới này thì nó sẽ có cái nắp đậy như này nha, nắp đậy như này. Mình cái này nó rớt ra rồi, mình muốn gắn lại mình gắn lại, và đi dây thì nó sẽ đi qua đây, tức là dây chúng ta sẽ đi từ đây qua đây ha. Đây nó có cái đầu kẹp dây nè, các bạn thấy. Thì ở đây nó sẽ có hai cái khóa lên trần đây. Hai cái tay này để nó ép sát trần nha. Và đây là cái sơ đồ. Đây là cái sơ đồ các bạn tham khảo nha. Đây mình chỉ sơ lược nha. Ở đây là cái tiếp điểm đầu tiên, là tiếp điểm chúng ta cấp nguồn 220 là nguồn nóng. Nguồn nguội 220. Vào đây, vào tiếp điểm thứ hai và tải vào tiếp điểm thứ ba. Và nguồn nguội và cái nguồn nguội của tải thì chúng ta cung cấp vào cái chân thứ hai này luôn. Đây các bạn thấy, theo cái sơ đồ này, cứ việc đấu theo cái sơ đồ này là dùng được thôi, nó khá là đơn giản. Mà phía bên này nó sẽ có hai cái núm chỉnh. Đây là cái núm là time, timer là thời gian. Chúng ta chỉnh là thời gian, là thấp thời gian về dấu trừ là thời gian nó sẽ ngắn, thời gian hoạt động sẽ ngắn, và về dấu cộng thời gian hoạt động sẽ dài. Còn ở bên này là cái LED, là cái đầu sáng, thì chúng ta sẽ chỉnh là về bên này là nó sẽ tối và về bên này là nó sẽ sáng, tức là về bên này là nó sẽ cảm ứng trong cái chế độ của nó là sẽ tối hơn nha. Chúng ta có thể để ở giữa tùy tùy theo cái nhu cầu và cái phòng của chúng ta. Ví dụ chúng ta gắn ở trên nóc trần của cái phòng ngủ hay là cái phòng vệ sinh cũng chẳng hạn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái đèn led 220, led này led bi màu và đấu sẵn hai đầu dây để mình hướng dẫn đấu cho các bạn. Và ở đây sẽ có hai cái dây, hai dây này sẽ là hai dây nguồn 220. Đây mình sẽ để cái này vào một bên đây, hai dây nguồn 220. Cái này mình đấu rồi ha, mình đấu rồi mình không nói nữa, mình chỉ để cho các bạn, để test cho các bạn xem thôi. Rồi cái dây nguồn 220 này mình sẽ đấu một dây vào đây. Đóng một dây vào đây nha. Để tiếp điểm đầu tiên L, và dây thứ hai mình sẽ đấu ở giữa, và mình lấy một cái dây của thằng đèn nè, mình đấu vào đây, đấu ở đây luôn ha. Cái bộ này thì nó được sử dụng rất là rộng rãi nha. Hiện tại bây giờ thời đại 4.0 thì người ta sử dụng rất là nhiều trong cái ngôi nhà điện dân dụng chúng ta. Còn dây còn lại thì mình sẽ đấu, còn lại của đèn là tải, chúng ta sẽ đấu vào cái tiếp điểm thứ ba. Tiếp điểm thứ ba đây,
Đây là nguồn ha, dây nguồn. Đây là dây dây đèn, khá là đơn giản luôn. Thì cái dây này mình sẽ bẻ bẻ lại đây ha, chứ không phải là đây. Mình sẽ bẻ ngược lại. Rồi. Về phần đấu nối thì nó đã như vậy. Về cái phần chỉnh này mình cũng đã chỉ các bạn rồi. Thì các bạn có thể chỉnh nè, cái thời gian, nếu các bạn muốn nó sáng lâu, chỉnh này tăng lên. Chỉnh này tăng lên. Nếu muốn sáng cái thời gian sáng á, thời gian mà nó sáng thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Và bên đây là cái về cái độ độ sáng nha, cái độ sáng lắp độ sáng thôi, nó chỉ chỉnh, nó chỉ có hai cái nấm chỉnh đó cơ bản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 220 vào đây. Đây thì các bạn thấy cái đèn này nó chớp chớp, nhưng mà thực sự đây là cái đèn led, cho nên là khi bây giờ là nó chưa 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 sáng nha, chưa sáng, nhưng mà nó cái tính của nó là nó sẽ luôn luôn có một cái điện khi chúng ta cấp, cho nên nó như vậy chúng ta không cần quan tâm ha, không quan tâm nó. Và bây giờ chúng ta sẽ che cái bộ này. Chúng ta che làm sao mà nó tối, nó khuất lại, nó khuất hết. Hơi khó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh nó nha, mình sẽ chỉnh với cái độ này, mình chỉnh cái độ sáng tối nè, mình chỉnh cho nó thấp nhất đi cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn lại. Nguồn lại, sau khi cấp nguồn lại mình thử thôi. Độ sáng đó các bạn, về cái độ sáng của nó, cho nên là bây giờ nó chưa tác động, các bạn thấy. Lý do là mình quay ngoài sáng, mình có thể chỉnh cái này, mình chỉnh là làm sao cho nó tác động cái này. Thì mình đó, bây giờ nó tác động ha, tại vì ở đây mình test cho nên mình chỉnh cho nó tác động. Thì bây giờ nó tác động là cái đèn này nó sẽ sáng như thế này, thì một thời gian sau nó sẽ tắt. Thì cái nguyên lý hoạt động của bộ này nó sẽ là như vậy, và chúng ta có thể thay đổi được cái thời gian, có thể thay đổi được cái thời gian nha. Và nếu mà chúng ta, do nó là cảm ứng hồng ngoại, nếu như chúng ta cứ cứ ngồi ở đấy, tức là mình cứ ở đây hoài thì nó sẽ không bao giờ tắt ha, nó cũng sẽ sáng hoài. Khi mình đi khỏi á, khi mình đi khỏi trong khoảng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu á, thì nó mới tắt nha. Bây giờ mình đi khỏi thử nha. Ok, bây giờ là đã tắt ha, và mình đi lại thì nó lại sáng nữa. Cái này nó rất là nhạy luôn nha. Thì khi chúng ta đã chỉnh rồi thì nó sẽ rất là nhạy.
và rất là đơn giản để các bạn có thể là lắp cho cái ngôi nhà của chúng ta, lắp cho ngôi nhà dân dụng nhà cấp 4 của chúng ta sử dụng, đặc biệt là trong cái khu như là nhà vệ sinh thì sẽ đơn giản nữa. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video lần tới. Thân chào các bạn.